Năm tin nóng nước Mỹ bạn nên biết trong ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2021. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Việt US 1040, một năm tin nước Mỹ mà bạn nên biết, được thực hiện tại Cali ngày 12 tháng 4 năm 2021. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị các bản tin nóng liên quan đến nước Mỹ như sau. Bản tin thứ nhất. Biểu tình lại bùng phát sau khi cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu tại Minnesota. Bản tin thứ hai. Kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng mạnh vào 6 tháng cuối năm nay. Bản tin thứ ba. Facebook đang chật vật với lỗ hổng an ninh mạng. Bản tin thứ bốn. Vợ ông John McCain có khả năng được chọn làm đại sứ Mỹ tại chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc, WFP. Bản tin thứ năm. Mỹ trình làng loại máy bay không cần phi trường, chuyên để vận chuyển hàng hóa. Sau đây là chi tiết các bản tin. Bản tin thứ nhất. Biểu tình lại bùng phát sau khi cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu tại Minnesota. Tin nóng nhất cho hay biểu tình đã bùng phát ở trung tâm Brooklyn, bang Minnesota, sau khi cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu 20 tuổi có tên là Don Terry. Tin chi tiết cho hay ngày 11 tháng 4 năm 2021, cảnh sát Mỹ đã bắn chết một thanh niên da màu tên Don Terry tại địa điểm gần nơi George Floyd thiệt mạng hồi năm ngoái. Thanh niên 20 tuổi bị cảnh sát chặn lại vào trưa ngày Chủ nhật, 11 tháng 4, và sau đó nổ súng khi người này quay trở vào xe và lái đi. Sự việc có lẽ xuất phát từ việc cảnh sát sau khi thấy rằng người này có trác truy nã, đã tìm cách bắt giữ anh ta. Chiếc xe chạy được thêm vài khu phố thì ủi vào một xe khác và người thanh niên này được xác nhận chết tại hiện trường. Báo chí đưa tin cái chết của anh ấy đã gây nên sự phẫn nộ và đưa đến cuộc xuống đường biểu tình bạo động kéo dài cho đến sau nửa đêm Chủ nhật, rạng ngày thứ hai. Có người nói một số cửa tiệm trong khu vực đã bị đập phá, hôi của, giữa lúc thành phố Minneapolis trong tình trạng căng thẳng, với phiên xử 4 cảnh sát viên liên hệ tới cái chết của ông George Floyd đang diễn ra. Hàng trăm người đối đầu với lực lượng cảnh sát chống bạo động vào đêm 11 tháng 4, giờ địa phương. Chỉ vài giờ sau khi cảnh sát bắn chết Don Terry, có khoảng 20 cửa tiệm bị đập phá ở khu thương xá Singoldrick của thành phố. Được biết cảnh sát trung tâm Brooklyn đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình tập trung bên ngoài đồn cảnh sát. Lực lượng vệ binh quốc gia cũng được triển khai ngay trước nửa đêm. Nên biết thêm là Brooklyn Center là thành phố với khoảng 30.000 dân, nằm cách Minneapolis chừng 10 dặm, 16 km về hướng Tây Bắc. Giám đốc cơ quan an toàn công cộng tiểu bang Minnesota cho hay trong cuộc họp báo rằng người biểu tình phần lớn giải tán lúc khoảng 1 giờ 15 phút sáng ngày thứ hai. Hiện các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc. Tin mới nhất cho hay thành phố ở ngoại ô Minneapolis đã áp lệnh giới nghiêm vì các cuộc biểu tình sau cái chết của người đàn ông da đen này. Bản tin thứ hai. Kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng mạnh vào 6 tháng cuối năm nay. Mới đây có tin ông Jerome Powell, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, dự đoán kinh tế Mỹ tăng trưởng rất mạnh trong 6 tháng cuối năm. Theo ông này thì nền kinh tế Mỹ đang chuyển hướng. Ông này cũng đưa ra các giải thích như yếu tố thúc đẩy chính là việc chích ngừa được tiến triển rất mạnh mẽ, và các chính sách tài chính cũng như các kế hoạch tài trợ được thực hiện. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Quỹ Dự trữ Liên bang cảnh báo yếu tố rủi ro lớn nhất cho nền kinh tế là bệnh dịch tái bùng phát một lần nữa. Do đó, tất cả chúng ta vẫn tiếp tục đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Không ít báo chí Mỹ nhận định cùng với việc tăng tốc thực hiện chiến dịch tiêm chủng COVID-19, xã hội Mỹ đứng trước cơ hội trở lại trạng thái bình thường, cộng thêm việc chính quyền tân tổng thống Biden mới đây tung ra gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ Mỹ kim, kinh tế Mỹ năm nay có thể có điều kiện thuận lợi để phục hồi mạnh mẽ. Báo chí thế giới cũng nhận định rằng nhiều tổ chức tài chính kinh tế ngân hàng dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2021 có thể vượt Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1976, Trung Quốc bị Mỹ vượt mặt trên phương diện tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các tổ chức cũng cảnh báo giới đầu tư cần chuẩn bị tâm lý vì cuộc cạnh tranh kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ngày một gay gắt hơn. Ông Powell cẩn thận đưa ra nhận định ánh sáng cuối đường hầm rất rõ ràng. Ông này cho biết thêm, Quỹ Dự trữ Liên bang và các giới kinh tế tư nhân đều nhận thấy sự tăng trưởng rất mạnh và sự sáng tạo công ăn việc làm đã bắt đầu. Thực tế là trước mắt rất sáng sủa.
Có nhiều chuyên gia dự đoán kinh tế nước Mỹ tăng trưởng từ 6% đến 7% trong năm 2021. Chủ tịch Powell cho biết có những dự đoán tích cực là tỷ lệ thất nghiệp từ 6% như hiện nay sẽ xuống dưới 5% vào cuối năm. Các dữ liệu trong tuần vừa qua phù hợp nhận định của ông chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang khi 916.000 việc làm mới trong tháng 3, nhiều hơn các kinh tế gia dự đoán và có thể là nền tảng để tạo hơn 1 triệu việc làm trong tháng 4 kế tiếp. Ngoài ra, các chuyên gia thuộc ngân hàng Goldman Sachs thông báo với khách hàng rằng họ đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2021 lên 8%, tăng mạnh so với mức dự báo đưa ra vào đầu tháng 2 năm 2021, 6,8%. Nguyên nhân là do tác động của những chính sách tài khóa mới nhất. Nếu điều đó xảy ra, theo Goldman Sachs, đây sẽ là sự cải thiện kinh tế lớn nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Ở một động thái tương đồng, ngân hàng đầu tư Morgan Stanley có trụ sở ở New York cũng dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 8,1% vào năm 2021 khi mối đe dọa của đại dịch COVID-19 giảm dần. Mặt khác, theo nhận định của các CEO, Mỹ sẽ nới rộng các ưu thế đối với Trung Quốc, trở thành quốc gia có mức tăng trưởng lớn nhất toàn cầu. Trong đó, 35% CEO nhận định trong 12 tháng tới, Mỹ sẽ là thị trường tăng trưởng đứng đầu thế giới. Bản tin thứ 3. Facebook đang chật vật với lỗ hổng an ninh mạng. Hiện có một tin gây nhiều lo ngại là các nhà nghiên cứu an ninh mạng cảnh báo với những dữ liệu của người dùng bị rò rỉ công khai, tội phạm mạng có thể sử dụng chúng cho các mục đích xấu bao gồm thư rác email hoặc SMS, cuộc gọi tự động, tống tiền, đe dọa và quấy rối. Theo một thống kê chung thì trong số 503 triệu người dùng bị rò rỉ thông tin có trên 32 triệu người ở Mỹ, 11 triệu người ở Anh và 6 triệu người ở Ấn Độ. Những thông tin bị rò rỉ bao gồm số điện thoại, tên trên mạng, tên đầy đủ người dùng, ngày sinh và một số trường hợp có cả địa chỉ email. Facebook đã bị cộng đồng mạng réo tên khi tin tặc đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của hơn 530 triệu người dùng từ 106 quốc gia trong năm 2019 thông qua tận dụng tính năng được thiết kế để giúp người dùng dễ dàng tìm thấy bạn bè bằng cách sử dụng danh sách liên lạc. Các chuyên viên nghiên cứu an ninh mạng nhận định sự cố mới nhất xảy ra với Facebook một lần nữa cho thấy năng lực quản lý lỏng lẻo của nền tảng xã hội khổng lồ này trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và quan trọng hơn là thiếu trách nhiệm đối với họ. Khi được hỏi về sự cố rò rỉ thông tin gần đây, một người phát ngôn của Facebook trả lời rằng, đây là phần dữ liệu cũ trước đó đã được báo cáo vào năm 2019. Chúng tôi đã phát hiện và xử lý sự cố vào tháng 8 năm 2019. Mặc dù Facebook khẳng định đây là những thông tin cũ và cũng đã giải quyết sự cố, song các thông tin này liên tục xuất hiện vào tháng 6 năm 2020 và cho đến tận tháng 1 năm 2021. Theo giới quan sát thì cho đến hiện giờ Facebook hình như không thể giúp gì nhiều cho những người dùng đã bị rò rỉ thông tin. Tuy nhiên, điều mà nền tảng xã hội này ít nhất có thể làm là thông báo cho người sử dụng để họ có thể cảnh giác với các âm mưu lừa đảo hoặc gian dối. Tuy nhiên, trong một thông báo ngày 10/4, Facebook cho biết không có kế hoạch thông báo cho 530 triệu người dùng bị rò rỉ dữ liệu và được đăng tải công khai. Một số chuyên gia đã bày tỏ sự giận dữ với động thái này của Facebook. Không ít người nói rằng nếu như đây là những dữ liệu cũ, tại sao Facebook không làm gì để những thông tin này liên tục xuất hiện trên các diễn đàn công khai? Họ thậm chí còn không quan tâm đến việc thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng. Còn đây nếu là những thông tin và vụ rò rỉ mới, ắt hẳn Facebook cũng chưa có những phương án hợp lý để ngăn chặn nó xảy ra. Đây không phải là lần đầu tiên Facebook dính vào sự cố rò rỉ dữ liệu người dùng. Ngay cả giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã trở thành một nạn nhân trong số những người dùng mạng xã hội này bị đánh cắp số điện thoại cá nhân rồi công khai trực tuyến. Bản tin thứ 4. Vợ ông John McCain có khả năng được chọn làm đại sứ Mỹ tại chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Theo trang tin Politico, dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết bà Cindy McCain, 66 tuổi, đang trong quá trình kiểm tra lý lịch để được chọn vào chức vụ đã được Thượng viện Mỹ xác nhận. Bà là vợ của cố thượng nghị sĩ nổi tiếng John McCain. Vì thế, tin tức Tổng thống Biden sẽ bổ nhiệm bà Cindy McCain làm đại sứ Mỹ tại chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc gần như được lan truyền nhanh. Được biết là bà Cindy McCain là người ủng hộ ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, sau khi mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và chồng cũ của bà trở nên xấu đi.
Chiến thắng của ông Biden ở bang Arizona được ghi nhận một phần nhờ sự hậu thuẫn của bà và các thành viên gia đình cố thượng nghị sĩ John McCain. Cụ thể hơn là trong cuộc bầu cử năm nay, bà McCain, một thành viên đảng Cộng Hòa, đã công khai lên tiếng đứng về phía ông Biden, ứng viên đảng Dân Chủ. Bà từng tuyên bố rằng ông Biden là ứng viên duy nhất trong cuộc đua mà bà tin là có thể đứng lên vì các giá trị Mỹ. Con gái ông McCain, Meghan McCain, một người dẫn chương trình, cũng lên tiếng ủng ông Biden. Trong những năm qua, mâu thuẫn giữa gia đình cố thượng nghị sĩ McCain và cựu tổng thống Trump từng gia tăng tới mức căng thẳng. Bà McCain cũng là đảng viên Cộng hòa thứ hai gia nhập vào đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Biden sau khi ông được truyền thông tính toán và dự đoán sẽ đắc cử năm nay. Ông McCain là một cựu chiến binh, một thượng nghị sĩ và Cộng hòa rất uy tín trong đảng Cộng hòa trong nhiều năm trước khi qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2018. Ông Trump từng nhiều lần công kích ông McCain, kể cả khi ông còn sống hay đã mất, sau khi ông kiên quyết chống lại nỗ lực của ông Trump nhằm xóa bỏ luật bảo hiểm y tế Obamacare. Bản tin thứ 5. Mỹ trình làng loại máy bay không cần phi trường, chuyên để vận chuyển hàng hóa. Mỹ mới đây vừa trình làng các mẫu máy bay mới để vận chuyển hàng hóa mà không cần đường băng và phi trường, do công ty vận tải Mỹ UPS giới thiệu. Tin này được đưa ra vào ngày 9 tháng 4 trên kênh truyền hình ABC News. Báo giới nước ngoài đã đánh giá rằng đây là các nhà vận tải tương lai. Tin chi tiết hơn cho hay máy bay UPS loại này là máy bay chạy điện. Nó có khả năng bay với tốc độ 274 km/h, cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Tầm xa chuyến bay của thiết bị mới là 400 km và nó có thể sạc đầy pin trong vòng 50 phút. Giới quan sát và các chuyên gia của UPS đang hy vọng rằng các sản phẩm mới này sẽ vận chuyển các gói hàng nhanh chóng hơn và giảm thiểu tác động tiêu cực với môi trường. Hiện có thông báo rằng UPS không phải là công ty duy nhất sẽ sử dụng những chiếc máy bay mới, mà ngay cả quân đội Hoa Kỳ cũng đã thể hiện sự quan tâm của mình đối với sản phẩm vận tải độc đáo và ưu việt này. Có tin nói rằng UPS dự kiến sử dụng máy bay ở chế độ bình thường vào năm 2024. Các chuyên viên đánh giá rằng những máy bay này được thiết kế để sử dụng chuyển hàng hóa đến các khu dân cư nông nghiệp và thị trấn nhỏ, nơi mà việc giao hàng thường mất nhiều thời gian hơn. Ngoài có tin nói thêm rằng Beta cơ sở phát triển những chiếc máy bay mới này vừa tiết lộ, họ đang kỳ vọng rằng rồi đây những chiếc máy bay loại này sẽ là tự hành và chở được cả người.
Video tới đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh.